chào tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Ngay sau đây là bản cập nhật giá vàng trong nước vào lúc 18:30 ngày 9 tháng 8 năm 2021. Mời các bạn cùng tham khảo. Vàng SJC tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,07 triệu đồng trên một lượng. Vàng AJC được niêm yết với giá là 56,55 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNJ được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 56,62 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,99 triệu đồng trên một lượng. Vàng SBG được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Vàng hôm nay ngày 9 tháng 8 năm 2021 tiếp đà giảm trong phiên giao dịch đầu tuần mới. Giá vàng hôm nay điều chỉnh theo xu hướng của thế giới khi mà đồng USD tiếp tục phục hồi, được thúc đẩy bởi dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ. Trong phiên giao dịch đầu tuần sáng thứ hai ngày 9 tháng 8, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm từ 50 đến 300 ngàn đồng trên một lượng tại một số hệ thống kinh doanh trên toàn quốc. Cụ thể, vàng SJC tại tập đoàn Doji điều chỉnh giá bán và mua giảm 50.000 đồng trên một lượng. Tương tự tại doanh nghiệp Phú Quý điều chỉnh giảm theo xu hướng của thị trường. Cụ thể giá vàng miếng SJC giảm 300.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Cùng thời điểm khảo sát tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, hệ thống BNJ, vàng miếng SJC đứng yên cho cả hai chiều giao dịch. Hiện tại giá trần mua vào của vàng SJC đạt mốc 56,4 triệu đồng trên một lượng mua vào và giá trần bán ra đạt ngưỡng 57,75 triệu đồng trên một lượng. Các loại vàng nữ trang khác cũng điều chỉnh giảm trong sáng nay. Theo đó, giá vàng 24K giảm 100.000 đồng trên một lượng, vàng tây 18K giảm 80.000 đồng trên một lượng, giá vàng 14K giảm 60.000 đồng trên một lượng cho cả hai chiều giao dịch. Trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay, giá vàng giao ngay giảm 2,78% xuống còn 1.710 USD trên một ounce và giá vàng giao tháng 12 cũng giảm tới 2,29% xuống còn 1.722 USD trên một ounce. Giá vàng tiếp tục giảm sâu trong phiên giao dịch vào sáng thứ hai vì đồng USD tiếp tục đã duy trì phục hồi, được thúc đẩy bởi việc làm mạnh mẽ của Mỹ trong tháng. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ tăng 0,57% lên 92,78 điểm. Đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác, theo đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý. Báo cáo việc làm tại Mỹ được công bố vào ngày 6 tháng 8 khiến cho thị trường bất ngờ khi biết nền kinh tế hàng đầu thế giới đã tạo thêm 943.000 việc làm, so với con số 870.000 việc làm như dự kiến. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 5,4%. Chia sẻ với Kiko News, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại Future cho biết, số lượng công việc này là ảnh hưởng tích cực đối với đồng USD và thúc đẩy lãi suất lên cao hơn, đã gây áp lực lớn lên cho vàng. Các chuyên gia nhận định giá vàng có thể giảm sâu thêm 100 USD trên một ounce nữa trước khi phục hồi trở lại. Theo một số chuyên gia cho biết, vàng phải giữ được mức quan trọng 1.754 USD trên một ounce. Chúng ta sẽ thấy một sự phục hồi từ mức này, nhưng tôi nghĩ rằng đang giao dịch không tốt. Vàng đã từng có động lực để bùng nổ và nó không thể phá vỡ ngưỡng 2.000 USD trên một ounce và giữ được mức này. Đây có thể là một sự thụt lùi tạm thời đối với vàng, nhưng kim loại quý này có thể giảm xuống dưới mốc 1.730 USD trên một ounce trong đợt giảm này. Vàng sẽ tiếp tục phải đối mặt với áp lực bán sau dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp được công bố, vì nhiều người trên thị trường sẽ nghĩ rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có môi trường thích hợp để bắt đầu giảm dần thu mua tài sản vào đầu năm 2022 và thậm chí là tháng 12 năm 2021. Mặc dù vậy,
Ông Malley vẫn cho rằng vàng vẫn có cơ hội phục hồi nhờ biến thể Delta của virus corona. Vẫn còn một số rủi ro đến từ biến thể Delta. Mức giá mục tiêu kỹ thuật là 1.730 USD trên một ounce. Trong khi một số nhà phân tích cấp cao tại OASIA cho biết, đợt bán tháo hôm thứ Sáu, vàng đang ở vùng nguy hiểm. Vàng có thể tìm thấy mức hỗ trợ từ 1.750 USD trên một ounce, nhưng nếu mức giá này bị phá vỡ, vàng có thể giảm xuống ngưỡng tâm lý 1.700 USD. Về dài hạn, vàng có khả năng tìm được hỗ trợ nhiều hơn khi mà lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu của Fed và chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Trung ương vẫn được duy trì. Lãi suất thực tế âm trong một thời gian dài, thị trường sẽ tin rằng Fed khá sẵn sàng duy trì các điều kiện thích ứng trong thời gian dài, ngay cả mọi thứ bình thường hóa. Các thị trường theo dõi sát Hội đồng chuyên đề kinh tế Jackson Hole diễn ra vào cuối tháng 8. Các nhà phân tích tin rằng Chủ tịch Fed sẽ tận dụng cơ hội hội nghị này để bắt đầu phát thảo về các kế hoạch giảm thu mua tài sản của Ngân hàng Trung ương. Dự báo giá vàng vào tuần tới, nhiều chuyên gia nhận định giá vàng sẽ suy yếu. Đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng giá vàng sẽ đi xuống vào tuần tới, trong bối cảnh kim loại quý này vẫn liên tục bị mất giá, các mức hỗ trợ quan trọng sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến. Theo khảo sát mới nhất của Kiko, có rất nhiều ý kiến cho rằng giá vàng sẽ đi xuống vào tuần tới trong bối cảnh kim loại quý liên tục đánh mất các mốc hỗ trợ quan trọng sau khi việc làm của Mỹ được mạnh hơn dự kiến. Tuần này, 15 nhà phân tích Phú Hoa tham gia cuộc khảo sát của Kiko News. Trong số này có 13 người, tương đương 87% dự đoán vàng thế giới sẽ giảm. Chỉ có 2 chuyên gia kỳ vọng vàng sẽ được bình ổn. Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến trên Matrix đã thu hút 1.128 nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia. Tổng cộng có 603 người, tương đương 53% cho rằng giá vàng tuần tới sẽ tăng. 305 người, tương đương 27% có nhận định ngược lại và 220 người, tương đương 20% đưa ra quan điểm trung lập với giá vàng. Tâm lý trái chiều trên thị trường vàng xuất hiện khi giá vàng kết thúc tuần gần mức thấp nhất trong một tháng. Giá vàng giao tháng 12 ở mức 1.763,5 USD trên một ounce, giảm gần 3% so với tuần trước. Mặc dù vàng đã chịu áp lực trong tuần này sau khi không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự ở mức trung bình đồng 200 ngày, là 1.830 USD trên một ounce. Hầu hết áp lực bán xuất hiện vào thứ Sáu khi mà Bộ Lao động Mỹ cho biết 943.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng 7, vượt xa mức dự báo ban đầu. Ý kiến của các chuyên gia về giá vàng. Theo một chiến lược gia tại thị trường cho rằng khó có thể lạc quan về thị trường vàng khi kim loại quý này phải đối mặt với những yếu tố bất lợi bao gồm lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD mạnh hơn. Cụ thể, dữ liệu việc làm mới nhất của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đẩy thị trường chứng khoán lên mức cao kỷ lục, củng cố đồng bạc xanh và giúp lợi suất trái phiếu cao hơn. Ông cũng cho biết nếu giá vàng không thể vượt mốc 1.750 USD trên một ounce thì kim loại quý này có thể giảm xuống dưới mức 1.700 đến 1.680 USD trên một ounce. Các nhà kinh tế cũng lưu ý rằng những con số việc làm khả quan cũng tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giảm chương trình thu mua trái phiếu vào cuối năm. Nhiều nhà phân tích đang mong đợi Ngân hàng Trung ương sẽ đưa ra kế hoạch gọn gàng hơn tại hội nghị thượng đỉnh Jackson Hole vào cuối tháng này hoặc tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng 9. Giới chuyên gia nhận định vàng sẽ có thể gặp khó khăn trong thời gian tới khi mà Ngân hàng Trung ương Mỹ tìm cách thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng các nhà đầu tư đang chú ý quá nhiều đến xu hướng giá vàng ngắn hạn. Nhiều nhà đầu tư phân tích lưu ý rằng lãi suất sẽ không tăng trong dài hạn, do đó đây vẫn là một môi trường tích cực đối với vàng. Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.